Thưa quý vị, Johnny Depp bán đấu giá loạt tranh sưu tập quý, tin từ London, Anh Quốc. Theo thông cáo do nhà đấu giá Christie ở London, ngôi sao của bộ phim mới Alice Through the Looking Glass, Johnny Depp đã quyết định bán đấu giá tổng cộng 8 bức tranh của nghệ sĩ graffiti tiên phong kim nhà thơ Jean-Michel Basquette. Những tác phẩm bởi họa sĩ này đã được thu sưu tập trong hơn 25 năm từ năm 1981 và cho tới giai đoạn sau thời trang punk của New York và nét nhìn bên trong một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của Basquiat. Edmund Francis, quản lý của cuộc đấu giá nghệ thuật hậu chiến và đương thời đã nói rằng ông rất hứng khởi có được bộ sưu tập của Johnny Depp tại London. Cuộc bán đấu giá này được diễn ra đúng với thời điểm phá kỷ lục tranh của Basquiat với bức tranh mang tên Untitled vào năm 1982 đã bán ra tại Christie ở New York với giá 57.3 triệu Mỹ kim vào tháng 5 năm 2016. Tác phẩm Pork của Jean-Michel Basquiat là một trong những bức tranh trong bộ sưu tập của Depp được kỳ vọng sẽ bán ra khoảng 5 triệu Mỹ kim. Ngoài bộ sưu tập tranh của Basquiat, còn có một số tranh của những tên tuổi quốc tế bao gồm Gerhard Richter, Andy Warhol và Lucian Freud như một phần của buổi đấu giá nghệ thuật hậu chiến và đương thời.